tử vi tuổi đinh tỵ, sinh năm 1977, bước sang tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023, được dự báo là vận trình hung cát đan sen, vượt khó vươn lên. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Vâng, quý vị thân mến, bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão 2023, thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may, để có niềm tin, vượt qua khó khăn, và vươn lên trong cuộc sống và tuổi đinh tỵ, sinh năm 1977, được các nhà tử vi học, nhà chiêm tinh học dự báo, trải qua một tháng nhiều vất vả, vượt lên chính mình, tài lộc hưng vượng, tình cảm nhiều may mắn. Tử vi tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023, cho tuổi đinh tỵ, sinh năm 1977. Người tuổi đinh tỵ, sinh năm 1977, thuộc mệnh thổ, xa trung thổ, nghĩa là đất lẫn trong cát. Từ vi tháng 1 âm lịch năm 2023, về cuối tháng được thực thần lâm vượng vận, mang tới nhiều may mắn. Ngụ ý một tháng đầu năm phúc khí, và bình an, thực thần sẽ phát huy tài hoa trong bản mệnh. Người tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn, quan trọng, thì bản mệnh, nên khởi hành vào, giờ lẻ, ngày lẻ và tháng chẵn để xuất phát. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này, thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thành công, vạn sự như ý, đại cắt, đại lợi. Tổng quan tử vi cho tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Cuộc sống của tuổi Đinh Tỵ gặp nhiều khó khăn vất vả ở tiền vận, nhưng khi bắt đầu vào trung vận thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, mỗi khi gặp khó khăn Đinh Tỵ may mắn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ động viên của người thân, gia đình, bạn bè. Bởi vậy, họ sớm thành công và xây dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 73 tuổi đến 81 tuổi. Những người ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, sống tốt đời đẹp đạo tích phúc tích đức thì từ khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Đinh Tỵ là những người thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, bởi vậy sự nghiệp của họ được gây dựng rất nhanh chóng, không đến mức sang giàu quyền quý, nhưng cuộc sống luôn đủ đầy, hạnh phúc, không phải bận tâm lo nghĩ về vấn đề tiền tài. Năng lượng hòa kép cũng thuộc hành hòa, làm tăng thêm tính hấp dẫn và uy tín giúp cho tuổi Đinh Tỵ hết sức năng động, cả về tâm trí, và thể chất con giáp này luôn tỏ ra hăng hái rắn lửa khôn ngoan sáng tạo và thông minh họ thích phiêu lưu khám phá những vùng đất mới những thách thức mới đinh tị là người dễ giao tiếp năng động sôi nổi và hơi ồn ào họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt quan điểm này của họ cho người khác con giáp này có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất họ chẳng mấy khó khăn khi thuyết phục bạn rằng ý tưởng của họ vượt trội so với điều bạn đề xuất phần lớn mọi người sẽ bỏ phiếu bầu chọn đinh tị nếu họ tham gia chính trường kiên trì và không khoan nhượng rắn lửa luôn hướng tới những mục tiêu cao thượng quan trọng nhất và khi đạt tới đỉnh cao họ sẽ mãi mãi bám lấy quyền lực bản chất cực kỳ nghi hoặc đinh tị không mấy khi chậm trễ trong việc kết án và trừng phạt đối thủ là người nhiệt thành gợi cảm nhưng lại có tính ghen tị cao nhất trong tất cả các tuổi tị rắn lửa thường thể hiện một cách thái quá tình yêu cũng như lòng căm thù và chú ý nhiều tới bản thân tính cách của tuổi đinh tỵ thiếu sự thuần nhất, thường tự mâu thuẫn với bản thân mình, nhiều khi tính nết không đồng nhất, có phần thất thường, có những lúc họ rất tinh tế, nhạy cảm, thông thái, nhưng cũng có lúc sự tinh tế và thông thái của họ lại biến đâu mất trong công việc, và hành động cũng vậy. Giống như hình ảnh một con chuồn chuồn, đậu trên một cành cây, gần mặt nước, phân vân vừa muốn bay, lại vừa muốn đậu, lại có những lúc họ rất nhiệt tình, hừng hực quyết tâm. Họ là người không tiếp công sức của bản thân để xây dựng sự nghiệp, nhưng rồi cũng có lúc họ mệt mỏi, chán trường, dường như yếu ớt. Từ vi tháng 1 âm lịch, năm 2023, cho tuổi đinh tị, sinh năm 1977. Đầu năm mới, vận trình không được may mắn cho lắm, thất sát lâm suy xuất hiện, ngụ ý nhiều chuyện không thật lời, công việc làm ăn sẽ xuất hiện nhiều bất chắc, khó lường trước. Cuối tháng được thực thần lâm vượng vận, mang tới nhiều may mắn, ngụ ý một tháng đầu năm phúc khí và bình an, thực thần sẽ phát huy tài hoa trong bản mệnh, để bạn thể hiện năng lực của chính mình, mang về sự giàu có, và sung túc. Tuy vậy, vận trình trong tháng không có các tinh hỗ trợ, mà quan hệ với nguyệt lệnh khá xấu, vừa tương hình vừa tương phá, e là không có gì thuận lợi mấy. Dù mới bước sang tháng 1 năm 2023 nhưng người tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, đã phải đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp, vận trình khá khó khăn, bạn cần giữ trạng thái lạc quan, tích cực, không nên đầu hàng trước khó khăn. Theo lá số tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 cho tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977, dưới tác động tiêu cực của cục diện tương hại và tương hình thái tuế, bạn sẽ luôn cảm thấy mình đang phải gánh chịu quá nhiều áp lực muộn phiền. Các mối quan hệ xã giao có dấu hiệu xấu đi, bạn dễ bị kẻ tiểu nhân ngấm ngầm tìm cách ám hại, khiến thị phi liên tiếp xuất hiện, lại thêm công việc vất vả, bạn phải gánh vác công việc cho nhiều người nhưng chưa chắc đã được báo đáp tương xứng, cần cẩn trọng kẻo làm sai, bạn sẽ lại bị phạt công việc khó khăn, kinh doanh cũng gặp bất ổn, nên đường tài lộc cũng khó lòng phát triển. Thời điểm này, bản mệnh chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chính, để hoàn thành cho tốt, không nên nghĩ đến việc làm thêm, hoặc can thiệp vào vấn đề của người này, người khác, mà chảnh mảng công việc, gây thiệt hại nguồn thu chính cho mình. Hãy cẩn thận, bởi làm việc xảy ra sai sót, bạn sẽ phải đền bù bằng tiền của chính mình đấy. Từ vi tháng 1 âm lịch, năm 2023, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, về mặt phong thủy, hướng may mắn nhất trong tháng này sẽ là, hướng Bắc, Đông Bắc và hướng Đông. Hướng xấu nằm ở vị trí trung tâm căn nhà, bạn cần giữ cho vị trí giữa nhà yên tĩnh, sạch sẽ. Hướng mang lại sự giàu có, và may mắn là hướng bắc, còn hướng đông sẽ đem lại sự hạnh phúc trong tình yêu, hướng xấu sẽ nằm ở hướng đông nam, tây nam và hướng tây. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, trong tháng 1 âm lịch, năm 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe. về mặt sự nghiệp. Tử vi tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, sự nghiệp có nhiều áp lực, lúc này thất sát tinh xuất hiện nó đại diện cho ý chí và áp lực mà môi trường xung quanh đặt quá nhiều lên mệnh chủ, cho nên công việc bận rộn, và có quá nhiều người đang kỳ vọng vào bạn. Người tuổi đinh tỵ không còn cách nào khác là đương đầu vào vượt qua nó, vào khoảng thời gian cuối tháng sự nghiệp hanh thông, thực thần chiếu mệnh tương sinh nên sẽ đem tới điều kiện thuận lợi nhất định, nó cho phép người tuổi đinh tỵ được tùy ý, thoải mái thể hiện bản ngã của chính mình. Về công việc, bạn mang trong mình sự hy sinh nỗ lực hết mình, suy nghĩ không đòi hỏi báo đáp sẽ khiến vận quý nhân càng thêm rực rỡ. Những người có căn nhà quay mặt về hướng đông sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, nhất bạch tham lang, ngự hướng đông kết hợp với ngôi sao sáng tạo tứ lục mang lại nhiều ý tưởng và cảm hứng sáng tạo khi làm việc. Về mặt tài vận từ vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, tháng 1 âm lịch, mặt tài lộc được thực thần chiếu mệnh, mang ý nghĩa tài lộc hùng hậu, nó khiến người tuổi Đinh Tỵ rất độ lượng, hào phóng trong chuyện chi tiêu, mua sắm. Nó có ý nghĩa người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, làm được nhiều, mảng chi tiêu cũng nhiều, lại thêm ưu điểm hiếu thuận, biết lo nghĩ cho gia đình nên mặc sức mua sắm. Với những người đang sống ở căn nhà quay mặt hướng nam, hoặc phòng ngủ ở hướng này, thì cần tránh đi chơi khuya, hãy đến những nơi xa lạ, hay những nơi có nhiều âm khí, ngôi sao thất xích phá quân, ngự tại đây, cũng mang tới sự phản bội trong công việc, và tài chính bạn. Hãy giữ cho khu vực hướng nam của căn nhà, thật yên tĩnh và sạch sẽ, đầu tháng dần âm lịch này, vận tài lộc hoàn toàn dựa vào thất sát tinh, nó đại diện cho hồn phách và khả năng không chịu khuất phục. Dù áp lực về kinh tế có lớn bao nhiêu, thì người tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, vẫn có khả năng chịu đựng có điều bản thân quá thận trọng nên đôi lúc bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền tốt về mặt tình cảm tháng này chủ yếu dành cho gia đình chuyện tình cảm có thất sát lâm hãm địa đem tới tinh thần gánh vác rất lớn người có gia đình trở nên kiên nhẫn hơn trong các mâu thuẫn nhỏ nhặt hàng ngày người độc thân thì kiên cường và có sức hấp dẫn mà thu hút người khác giới từ vi tháng 1 âm lịch về cuối tháng, chuyện tình cảm thiên về gia đình, người tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, là người biết lễ nghĩa, hiếu thuận với cha mẹ, họ hàng. Người độc thân được mọi người mai mối, giới thiệu cho đối tượng xem mắt, sự chuẩn mực và đàng hoàng của tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, rất được lòng đối phương. Về mặt sức khỏe, đầu năm sức khỏe của người này sẽ cần phải cẩn thận theo sự thay đổi của tiết khí lúc này không gian đã chuyển sang đầu xuân mới bạn nên duy trì giấc ngủ ngon mỗi ngày và luôn đảm bảo căn phòng của mình thông thoáng có gió bởi đầu xuân chúng ta sẽ luôn có cảm giác buồn ngủ tâm tư nặng nề và cảm giác thiếu sức lực đây chủ yếu là do thời tiết chuyển sang đầu xuân không khí ban ngày và ban đêm thay đổi lớn người tuổi này nên ngủ sớm dậy sớm và thường xuyên co giãn gân cốt đi bộ và đảm bảo mình luôn được hít thở bầu không khí trong lành trong tháng 1 âm lịch này cho thấy những người có phòng ngủ hay nhà ở quay mặt về hướng đông nam thì cần phải thận trọng về sức khỏe vì ngôi sao bệnh tật đã hạ cánh ở đây khi nó kết hợp với ngôi sao ngũ hoàng của năm gây ra sự tương xung bất lợi, các bạn không nên đi du lịch hay là làm những việc gì quan trọng vào thời điểm này. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác tuổi Đinh Tỵ sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi, mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo